Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, biên đội tàu cảnh sát biển 8004 và 8003 thuộc Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 bắt đầu rời bến xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022. Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4. Trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ đông bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến đông nam đảo Trần 14 hải lý trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ, lực lượng cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành các nội dung đó là điện đàm trao đổi, kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định, tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân, phối hợp luyện tập phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển.